Rồi em xin chào cô chú anh chị và các bạn đồng nghiệp luôn nha. Thì tiếp tục hôm nay mấy anh em đi bắt ong cả nhà. Thì hôm nay đi bốn anh em lận, có hai anh ở bên nước xuống nữa, anh Thiện với anh Hào xuống đi chơi, rủ theo chơi nha cả nhà. Thì bữa nay vô đây em bắt lại cái tổ ong hôm bữa mà Thịnh với Tâm cũng có bắt rồi một lần nha cả nhà, đóng ở trên cái cây gãy. Rồi xin chào cả nhà luôn nha. À sơ dừa đưa cái bó ra chặt lại là sơ dừa chi dữ vậy cục thôi cho anh Thiện tháo con có gì sợ gì anh Thiện, mình vẫn chơi mà ổ này thấp có gì anh em tung chạy lắm sợ chỉ dân chơi. Ủa có chế dầu gì nào nhớt anh nhớt hả đậu thôi cho tắt đi chút đi chút cho có thang thật được rồi đó cái sơ dừa là không cần cho tắt liền vậy đó. Vì đấy chưa? Đấy cái túi sắt. Vô cả nhà ơi, thì cái tổ ong này hôm bữa Thịnh cũng cắt rồi, nay cũng mấy ngày rồi cả nhà. Thì quay lại Thịnh bắt lại nha cô chú anh chị. Đó cái tổ ong đóng trên cây gãy này cả nhà. Ok, chào cả nhà nha. Lượm mua để quay cho. Ê, khói nào rồi. Mày hả? Mày nhúng nhúng ui 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 gì vậy gì vậy có gì đó rồi giờ chào cô chú anh chị nha em ở trên đầu nó còn ừ. Khói qua khói rồi đúng không ơi quy tính không quy tính quy tính tôi ra rồi tôi ra rồi cả nhà nha ui ui khói dạ. Một mũi đầu tiên, một mũi đầu tiên nha. Cái tay cực kỳ ta. Mạng ăn mà yếu không? Mạng yếu. Vùng tàn hay gì đó mà. Chạy tàn, em thấy ông là biết chạy tàn mà. Tàn hết kìa. Thôi quá, cứ ở dưới luôn. Ông thấy được anh thấy được. Không cắt, mà anh cắt hết đi. Giữ cái lỗ là ngon. Cắt đi, cắt đi, cắt hết. Rồi, rồi. Để lên. Dạ, anh thử cho em cầm cái khói này. Không, không, chắc trên lít. Qua trời dạy hết cái kẹo luôn cái tổ này bữa hôm bữa mà Thịnh cắt thương buộc cộng dây là không biết cả nhà mình có nhớ không nữa nè đó cái này Thịnh buộc lại nha cái này là hôm bữa là em buộc lại đang cho cái tổ ong mình nó ở cả nhà dưỡng cái tổ ong cái này Thịnh vô Thịnh gỡ dây nha đó anh em thấy không là mặt rất là lẹ nha thổi lên cái tổ ong cả nhà chắc kiếm được cỏ này chắc lít ha đây lít hơn lít à gì vậy khói được rồi Hảo đây 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 ha nhiêu đó khói được rồi có ông thấp mà ôi ôi cái đầu mặt bên đây mới ghê nè cả nhà treo lại cắt đi anh cắt đi anh treo lại cho ôi có ông này treo chắc không ở quá kệ chút treo lại luôn cả nhà sợ nó cái nhà biết sao thấy cái phần này nè đen nè bên kia ông anh nó muốn bỏ nè bỏ tàn này cả nhà đúng cái tàn cái tàn này nó không thì nói chung là hên xui à, để thần cũng buộc lại nhưng mà nó ở thì nó ở thì thôi nha cả nhà cái cổ này thấy thì thấy nó cũng hên xui lắm đó nhà thấy nó đen đen là bỏ chuẩn bị bỏ đó hình giá tàn đẹp quá giá tàn liền do luôn cái này mấy mốt nếu mà để tầm cỡ ngoài 20 ngày là làm lại cục mặt ra đây nè anh Thiện lên nguyên cục mặt luôn á nguyên cái này luôn hả ừ nè thấy nó đang vô phấn chạy phấn như này luôn nè anh thấy đang vô phấn nè không góc này nó dính con cái con góc một khối ở đây em cầm cho anh cắt đi Hào ơi cắt hạ đất đúng không ừ hạ cho nằm đất luôn dưới như đây cứ cắt cho nằm xuống đất đi bên đây còn con nha Hào ờ cắt cho đường thẳng đi cắt đường thẳng luôn đi chút rồi lọc rồi bỏ xuống cái ngay giò em dặm cho để
Bên đây nè, qua đây nè, chắc dễ không? Đúng kia mà. Có tổ ong, bốn anh em vô luôn nha. Để từ từ lọc ra sao. Bên mặt bên phấn. Con như cái nào, kiểu như phấn hàng tươi. Thì có em lo. Có em lo hả? Là nó hao mặt chút mà nó mặt nó ngon đấy nha. Bày quân nãy đông ghê ha. Hai ba cái dao kìa. Ồ, khói nó quạt cái cánh xuống. Ừ. Ừ. Chạy đi. Chạy đi, hết phấn rồi. Hết phấn mới được. Còn gọc bên đó. Múc giò hả? Lâu lắm cái giò, bỏ cái giò, đụng cái giò, nãy giờ mấy cái. Có không chạy kèo kiểu này thì buộc phải cắt kiểu này thôi chứ giờ sao giờ. Có ông hai ba người cắt. Ba người cắt. Không trên này người chọn. Chạy không mà. Con ông này chắc lấy cái tàn này luôn. Con ông này buộc lại không ở. Ủa này 2 lít khỏe hơn 2 lít luôn. Không, ổ này lít ngoài khỏe luôn. Hai coi cái này. Dạ mấy con người. Khỏi đó lên nha. Lên hại chừng. Quá thứ. Em mình phấn cái nhà. Mà cái nhà nha. Chơi tại ổ luôn nha. Ừ. Ủa, mặt này nó đang coi lên nè, coi khối nè, nó đạp luôn nè. Ông nó đạp á. Thôi rồi cái mày ông nó đâu không cả nhà. Qua wow, trời, rồi. Hàng triệu con luôn. Đùa giỡn mấy anh em đùa giỡn giữa hàng triệu con ông. Không, ông em có dạy mấy ổ này thì nó hiện quá. Tập không thể. Bên trong. Bên trong. Đà la. Đó. Đây, mời cả nhà luôn nha. Đúng rồi, ngon rồi. Đại đại em sẽ nói cho nè. Ổ này mặt nó còn một bắn luôn. Lấy bắn luôn nha. Nói chuyện tôi nghe mấy cam. Quá hả? Tính nó thở mặt nó ngọt. Kẹo. Đây Tâm đứa con có đây cầm cái bịch cho anh Thiện anh cắt dễ cắt thôi. Cầm đi. Cắt con mẻ qua chim được. Trong đây mạng là anh khỏi kiếm. Mạng đây là không có. Cút mặt hả Tâm? Cút mặt hả Tâm? Được không? Thì nên em banh cái bịch cho. Mấy mũi? Hai mũi luôn hả? Có hai mũi luôn rồi. Ừ, có nhiều hai mũi luôn. Có hai mũi rồi, nhầm vài mũi luôn. Một cái vàng đã. Không lấy miếng thôi. Còn miếng nhậu không này chứ ổ sao anh em mình mệt à? Tại sao này có hơi mà. Ừ. Ôm cái kẹo kìa. Ổ này mà để cỡ tầm 10 ngày nữa thì hết bài luôn. Hết cứu luôn. Chạy vô anh, chạy vô tao với thằng luôn. Chỗ đây em không cắt đứt đường đây. Không hết rồi. Này biết sao khó nhiều dữ không nghe Hào? Sao? Sao vừa mà giống hai đứa hết rồi. Em độ luôn mà. Đồ trái 65 rồi. Đọc quá chưa? Rồi. Cầm nha. Kết cục đó là mặn nhất đó. Mặt thiệt đó nha. Mặt tươm. 2 lít khỏe hơn 2 lít. Mày tính không? Cái tàn này nãy thượng thì tính treo lại nhưng mà thôi nha cả nhà. Thấy cái tổ ong nó đen hết rồi nè. Đọc nè. Nó đen chỗ này là con ong nó sắp bỏ rồi nè cả nhà.
nó hay cả nhà mình thấy là nó hai tầng khác nhau. Dạ, hết rồi. Đầu không để đi, lần sau nó có về đóng thì mình bắt tiếp cô chú chị. Rồi lắm đầu cho coi cái cây hơn 2 lít anh. Ừ, thôi cái luôn. Mặt nó đỏ luôn cả nhà, đẹp ghê nè. Quá đã. Rồi. Rồi dẹp cái dao luôn đi anh thiệt. Rồi gom đi. Giờ mình gom đồ đi ra. Bắt vô dụng rồi. Đây, giữa cây á. Giữa cây ta. Còn cục khó nhỏ đâu. Ôm cái tàn ta, tàn à? Lấy tàn ra. Phấn đủ lắm. Quá trời phấn cái gì mà đủ. Ôm tàn ta. Tính gác lại nhưng mà tính buộc lại nhưng mà thôi cả nhà. Thấy cái màu cái ông nó không còn sung nữa thôi. Bỏ đi. Thắng sau rồi. Ừ. Bye bye nha, anh về nha mấy đứa. Lần sau mấy anh em quay lại tiếp. Thấy cái bọc 10kg ở mũi vỏ ta, thải lên trên thiệt. Cho mấy ký hả? Đây hả? 3kg rồi. Ngoài 3kg. Sưng chưa? Thôi rồi. Ngoài 3kg. Cô chú anh chị nào có cần thì cứ liên hệ mấy anh em nha. Đào ta. Thì em cứ thải cái bịch lên nè. Hơn 2 lít nhiều. 2 lít rưỡi. 2 rưỡi 3 lít. Dự tính không? Dự tính. Bảo đảm. Có bọc đó của anh hay là của em anh Thiện? Có anh Thiện vậy hả? Tính ra cũng giống như bậc bọc mình như ta. Vậy thôi. Lấy không? Em lấy cho. Em mới mua mấy chục ký. Cầm cái vô cái bịch nó dày hơn. Buộc cái lại, buộc cái bịch trong lại. Bữa nào em có xuống đem trong á. Buộc cái bịch trong nữa ta. Rồi cả nhà ơi, thì mấy anh em giờ soạn đồ xong, cái mấy anh em cũng lên đường đi tiếp nha. Cô chú anh chị cùng mấy anh em đi săn ong tiếp nha cả nhà. Đây cả nhà, thì mấy anh em đi loại ong á cả nhà, thì gặp mấy cái tổ ong nghệ thì sẵn thì bắt luôn á cả nhà. Bên đó ngổ cơ. Ủa, đó ngổ nữa kìa không? Thấy ừ. Đây nãy con em có bó khói đâu mà không. Ồ con bự nè, con bự này thì đâu đang ngổ nữa. Cầm ra, cầm vô động thiên thai đó nè. Thấy đó ngổ rồi. Ừ thấy rồi. Thôi đó không còn nguyên là được vô động thiên thai. Trời ơi kìa, quá trời ngu gì cái đó lá luôn. Làm gì nửa ký này cũng ngon nữa hào ơi. Nãy cái đem bọc nào đó không ạ? Không luôn, hay cầm tay cho lấy cái gì lột cá ra đựng được. Quá trời rồi. Ừ, đây ngổ nữa nè. Chưa có lần trước. Ừ. Vô động ông lại cả nhà ơi. Lâu lâu mới vô được con động. Còn nữa nữa chưa hết đâu. Mọi chuyện chưa dừng lại đây, tại đây đâu. Trời ơi, nó mới bỏ. Cầm ra, cầm ra, cầm ra. Ủi kìa. Ai điện cầm này. Ông này có kéo nữa. Nãy tính đem cái dao nhỏ theo. Alo em nghe. Alo. Alo. Ông gì nó cạp vỏ thôi. Ông nghệ. Nó cạp ăn nữa mà. Để em cởi cháo phát ăn tính đừng. Làm chừng nửa ký cũng ngon. Nửa ký cũng đủ phơi thôi. Ừ. Quay ra cái làm vậy ngổn ngọt nữa hết bài. Em cởi áo nghe em túm nó đừng. Bắt rồi cái gì? Bắt rồi lụm luôn. Ừ. Hồi đó bắt ông vẽ bắt bằng khói lá chuối cũng được. Được. Nghe con hơi rung cái chứ gán gì nữa. Gặp được hàng vui đâu mà sao đỡ được. Ủa dai dưới con học. Đây, mình bẻ nha. Thằng Hoàng lấy sức. Trời ơi. Ông nghệ chắc chưa? Ông nghệ chắc được 2 khía. Chỉ chứ lấy cái cụm này nè cả nhà. Quá trời đẹp.
cơm này còn nguyên lắm ha. Ừ. Làm chi là bộ này không? Lượm luôn. Trắng gom gom hết luôn. Đây cái nè. Lên chứ. Học tới đâu hết rồi. Mò cho em miếng nó lên đây nè. Sao không đâu tới đâu. Nãy bỏ hai con nhỏ chút ra lấy luôn rồi. Đúng luôn. Hai anh em nãy thấy có hai con nhỏ rồi sợ nó. Nó ít rồi cái không để em đứng lên cái ngọn cạnh. Tính nuôi nó hả? Ừ. Dưỡng. Đó. Lắm. Gung gung, không gung nữa. Dư đồ mà bung vậy. Gung gung. Nó còn đi rồi nè. Ừ, nó còn đi hết rồi. Cái ngõ này về thì mình khỏi lật nhộng nó khỏe. Alo. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn. Đúng. Ừ. Đúng rồi. Rồi. Ừ, vô cả nhà. Rồi. Ô bự rồi nè. Rồi. Lộn số hả? Thấy rồi quá trời đó. Rồi. Quá đẹp cả nhà. Qua chơi hoa hai ổ nhỏ luôn. Đúng. Quất. Để đi. Đây nè, đằng này còn một lùm đây nè anh ơi. Trời ơi, đằng này nữa nè. Đó hai ổ chà bá luôn kìa, thấy không hào? Tắt kìa. Lụm. Từ từ. Thấy rồi nè, chỉ hai ổ bự đó. Đúng không? Đâu rồi, hai ổ nhỏ nãy đâu rồi? Nãy còn chê nữa chứ. Đâu rồi? Cái phản anh hình như ông Nghệ là nó ở hơi bầy phải không? Cái trời. Kìa, kìa đến cây, cây trước kìa. Cây trước mặt kìa. Đây hả ổ? Cái ổ nhỏ quá vậy? Hai ổ mini, đúng không? Tại ổ này kêu cuối mùa nó cắn đi vậy á. Ổ phun gì? Hơi mạnh dữ thần nha trời. Lắm. Nó hình như hào chiên mọi người nè anh. Phải không? Hồi đó ông người không xa lắm. Nghe ngõ thôi hả? Ừ, gì vậy? Quýnh hay gì? Ừ. Có quýnh không? Ừ. Có quýnh không? Mắt nè. Có lý gì? Kỳ ní. Bị phản hả? Ủa, ổ bự không bị mà ổ nhỏ bị rồi. Có nhậu tôi. Nó vũ chưa phử liền nó dính đéo đó nè. Có à? Thấy không? Chinh chinh cho chân mày nè. Rồi qua chơi hả ổ bự nè. Ổ nhỏ này thôi bỏ xa đi. Ổ nhỏ hơi ấm cho. Ôi ôi cả nhà xem cái ổ nghệ bên đây nè. Cái dàn ghế bên đây nè cả nhà. Thương không? Thương mất. Chiếc này bực. Về bên kia có mấy ổ nữa. Ôi ôi, nãy bự dữ nè. Bắt ổ này chứ đi. Sợ bắt ổ này ở đâu động không? Không. Thôi rồi anh lụm đi. Em mới bẻ nó ghế. Lắm. Tao là vui đi đồn nè. Tụi nó này chỉ xem tao là vui. Từ từ. Mấy con trên chưa bị khói à. Nó mới muốn chịu tay. Chắc ngon quá lửa luôn. Hai anh em bữa nay thổi về cái mỏ chu ra luôn. Bữa tao nói cho biết là tao là vui đi đồn nè. Ừ. Quá trời mấy không? Thấy không đẹp cả nhà. Trời ơi, nhộng nở chân cả rồi. Nhộng nhộng đã nở trơn à. Cái này ông nó cuối mùa cả nhà, nó nở đi hết trơn. Nó bởi vì mấy cái bầy ông nghệ nó mới đông cỡ này. Thấy anh, thấy anh, phải sai chưa? Ừ.
anh hỏi anh đừng hù, anh hỏi từ anh đẩy lên á, hỏi từ đẩy lên. Ừ, em à, nó bay hù hù luôn. Tao là vô ly đòn này. Nữa hả? Mới quýnh vô cái mỏ một cái rồi. Thôi thổi chỗ này nó chơi vô cái mỏ. Nóng quá. Tự nhiên hai anh em loại ban đâu làm được cũng cả chục cổ nghệ cả nha. Đúng. Rồi, lại đằng nào mình gom lại coi. Coi thử được mấy ổ. Tự nhiên mình thấy mình lội, mình thấy là mình lụm liền chứ tao bỏ được hết cả nhà. Mỗi cái nghếch vậy chứ cũng ngon lắm á, đừng giỡn. Có ổ này nhỏ mà tác hại nè, đóng mắt cái một cái này cả nhà, rồi đóng mắt cái này sưng nhẹ, sưng nhẹ không. Ừ, chưa đâu rồi bắt đầu hao ngày đó rồi, nó thúi lên trục, nó bị thâm vô đó nè. Mấy ổ ta đâu coi coi kiểm kê lại tài sản. 2 ổ, 3 4 5 6 9 ổ, 7 8 9 ổ, còn trên cây ổ nữa cả nhà ơi, là 10 ổ. Trên cù này không chục ổ cả nhà. Trong vòng 20 mét vuông. Rồi, để mấy anh em bắt xong cái loại tiếp nha cô chú anh chị. Rồi cả nhà ơi, thì mấy anh em bố anh em đi cũng về tới nhà rồi nè cả nhà. Thì lên cái em quay cái thành quả cho cô chú anh chị mình cùng xem nha. Ôm cái tàn lên Tâm. Dạ. Xuống lấy cái tàn lên. Cái túi nghệ này nha cả nhà. Đây lụm mấy mấy cái không nghệ lên cái. Đó. Tiền. Mình cái tàn con mặt kia. À. lên hôm nay nè. Đó. Ổn rồi, ổn rồi, cũng thẳng thằng luôn. Khủng khiếp cho ổn rồi. Cục này đi lên luôn. Lên luôn. Cắt cái tàn lên Tâm. Trời ơi. Thấy cục sơ gừa sao em rung quá. Hôm nay anh không tin em. Đây còn cái cưa kìa, rồi lên đi em cầm cho. Anh em nhìn cái bữa nhai thì chết rồi. Thôi. Em nghe nói tới sơ dừa sao em ớn quá. Đó ao luôn kìa. Chị lấy cái kéo cắt này ra giùm luôn cho ta. Kéo lại đâu? Bỏ vỏ gì. Chứ giờ lấy kéo ta. Ô bữa nay bắn dở quá. Mày đừng còn kêu thấy. Cái này để buộc lại. Ừ. Xong lấy cái kéo anh chị hả? Nó cái kéo này cũng được, cắt này, cắt giùm ha. Lấy cái bọc luôn cho tao. Cắt thằng cân được bao nhiêu? Cắt cái này hả? cắt cái cuốn này nè, bảy. Ừ vậy đó. Đúng rồi. Mình cắt cái cuốn vậy đó. Ừ, đóng vô hai ba cuốn. Rồi vậy dục đó, vậy lụm á. Vậy bên đó. Nói cả nhà, mình cắt cái cuốn này nè. Chửi cuốn lại. Ồ, mà cắt cái cuốn chửi cuốn là cắt cái gì? Cắt sát cái cuốn, lộn. Đi ráo đâu còn nhậm hả? Đâu còn. Không còn nhậm thôi đó, đánh mắt em nè. Không bóng xưng nha, chỉ là nó nửa cái kim thôi. Nó nãy quýnh lút cái kim là thấm liền luôn. Lút cái kim là chảy nước mắt luôn. Ừ. Cao tiền tỷ đó. Cao trong ao của anh đẹp đó. Ao gia truyền không bỏ đâu. Bỏ bự ra. Ba lãng gì. Không lãng. Để đại đi. Sâu âm này cả nhà. Ối thần. Dễ cầm sườn. Bữa nãy mình phải làm chừng 2 cù 3 cù ngon thế nào. Cù gì vậy luôn, ngủ luôn. 2 cù 3 cù là hết bài luôn. Mấy ổ ta nãy như là lúc mình quay là 10 ổ mà bắt thêm 2 ổ nữa. Ổ heo không nhớ.
Rồi xong. Tao bỏ vô cân thử đây. Lấy cái cân cho tao. Cái này nhộng mà nở ráo nguyên cái nè. Tao đánh hai ngón vào cái chung dần dần luôn. Rồi xong bánh giò thì sớm đóng như bạn. Giò cũng ba cái. Lấy cái cân nè. Hình hữu nè. Món ăn nhiều, mấy gram? 3 gram à. 3, 300 gram. Được 300 gram không? Nó không tới không được. Ây da. Cái này mất 100 gram nha. Nó là 3 gram hơn. 200 gram. 200 gram chứ ơi, cái này nó bị non hơn 100 gram à. Ok chưa? Cái này lên 200 gram là 300 gram. Chính xác luôn 300 gram. Cái này 2 gram rưỡi à. Tao thải cái bình mặt lên coi này. Này mình sẽ mất 3 cái rưỡi. Nhiều. 3 ký 4 vừa đúng 2 lít luôn. Không là đó, ừ đúng rồi đó, thêm ổn rồi nè. Ơi ổn rồi nặng à. 300 gram ghê hả? Rồi 300 gram rồi. Không rồi 300 gram luôn đó. Bây giờ nó bị khô đó nha. Rồi, rồi cục hầm bà lăng bỏ ngay rồi. Ngâm rượu cũng cục. Cục đó đừng cho chi chung. Cục này ngâm rượu. Rồi cả nhà ơi, thì mấy anh em hôm nay đi được nhiều đó đó cô chú anh chị ơi. Thì cuối clip thường xin chúc cô chú anh chị mình có một buổi chiều xem clip vui vẻ nha. Cô chú anh chị nào có mua mật ong rừng thì cứ liên hệ tiếp số điện thoại của em 0936811724 nha cả nhà. Chào tất cả mọi người luôn nha. Giờ mấy anh em tụ họp xíu ngồi nghỉ mệt cái cũng dùng miếng cơm. Để mấy anh em cũng về nha cả nhà. Ăn cò nướng. Cò nướng hả?